Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quan ăn đất, Thứ trưởng Hiến lại ra tòa. Vụ việc xảy ra từ năm 2015, lúc đó ông Nguyễn Văn Hiến đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Đô đốc Hải quân đã ký công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bán chỉ định không qua đấu thầu khu đất 48B Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho công ty cổ phần bất động sản tại một công ty con của công ty cổ phần bất động sản Bản Việt với pháp nhân do Nguyễn Thành Phượng, con gái của Nguyễn Tân Dũng nắm tới 84%. Được biết, công ty cổ phần bất động sản River Park là một công ty cổ phần bất động sản Bản Việt đã liên hệ làm ăn với quân chủng Hải quân từ tháng 4 năm 2013, thời khi ông Nguyễn Tân Dũng đang ở đỉnh cao quyền lực. Không biết ông Nguyễn Tân Dũng chỉ đạo như thế nào mà ngày 11 tháng 8 năm 2015, Bộ Tài chính có công văn số 10964 gửi Văn phòng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử dụng 16.000 m2 đất quốc phòng do quân chủng Hải quân quản lý tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thuộc quyền quản lý của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Bộ Tài chính còn lưu ý thêm là việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Hiến khi còn quyền lực. Đất đã về tay quân chủng Hải quân. Thế là ngày 4 tháng 7 năm 2015, với tư cách là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Văn Hiến cho phát hành công văn số 5781, nêu lý do và sự cần thiết phải bán bằng hình thức chỉ định. Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tân Dũng, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ cho Bộ Quốc phòng bán chỉ định cho nhà đầu tư. Và thế là khu đất vàng 3A 3B Tôn Đức Thắng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lọt vào tay công ty cổ phần bất động sản River Park thuộc quyền sở hữu của con gái ông Nguyễn Tân Dũng với giá rẻ như bèo. Tuy nhiên, khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, quận 4 có diện tích tới 16.000 m2, nằm nhìn ra sông Sài Gòn thì Bộ Quốc phòng ngăn cản kịp thời nên vẫn còn là đất phục vụ cho mục đích quốc phòng, không rơi vào tay Nguyễn Thành Phượng. Và liền đó, ông Nguyễn Văn Hiến đã bị Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm. Sau khi ông Nguyễn Tân Dũng mất quyền lực của năm 2016, thì mãi đến năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng mới khui lại dự án này. Lúc đó, Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên tư lệnh quân chủng Hải quân do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức tư lệnh quân chủng Hải quân, và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật của ông về Đảng. Trước đó, theo thông báo của Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ quan này về công tác nhân sự, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý. Ông Nguyễn Văn Hiến cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm, khuyết điểm như thực hiện không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng. Và việc nhắm vào ông Nguyễn Văn Hiến được mạng xã hội cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng muốn khui sai phạm con gái ông Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Thanh Phượng và từ đó đánh vào gia tộc thế lực này. Đây là hình ảnh lô đất vàng 448B Nguyễn Tất Thành. Mảnh đất 3A 3B Tôn Đức Thắng có diện tích 11.975 m2 đất quốc phòng, có vị trí đặc biệt đắc địa tại quận 1, là miếng đất khó lấy nhất, nhưng cuối cùng Bản Việt lấy nó đơn giản như trở bàn tay. Nếu khui ra tận gốc thì cha con ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Tân Phượng khó mà thoát. Thế nhưng vì thế lực của họ còn khá lớn mà vụ án các cơ quan điều tra cũng không dám đụng đến họ. Và hàng loạt các quan chức rơi vào vòng lao lý, nhưng Nguyễn Thanh Phượng vẫn bình an vô sự. Ngoài ông Nguyễn Văn Hiến thì ông Bùi Như Thiềm, cựu trưởng phòng kinh tế quân chủng Hải quân, Đoàn Mạnh Thảo, cựu trưởng phòng tài chính quân chủng Hải quân cũng bị bắt. Ngoài ra còn có Phạm Văn Duyệt, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, ông Bùi Văn Nga, cựu giám đốc công ty một thành viên dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành. Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn và Trần Trọng Tuấn cũng bị bắt. Đó là những đơn vị liên quan đến sai phạm của Nguyễn Văn Hiến, nhưng tuyệt nhiên không có Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ của ông Nguyễn Tân Dũng.
Đây là hình ảnh cô Nguyễn Thanh Phượng. Tuy nhiên, vụ án này vẫn thụ lý và đưa ra xét xử. Vụ án tưởng như dẫn đường tới nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cuối cùng thì việc bắt giữ và khởi tố phải chừa con gái của Nguyễn Tấn Dũng ra. Thực tế cho thấy thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn rất mạnh. Với thế lực Lê Thanh Hải thì ông Trọng còn có thể bắt được em ruột ông này là Lê Tấn Hùng. Nhưng với Nguyễn Thanh Phượng thì ông Trọng vẫn chưa làm gì được. Mặc dù vụ án Mobifone mua AVG tưởng như đã có dính tới Nguyễn Thanh Phượng, nhưng rồi cô ta vẫn bình an vô sự. Và vụ án được đưa ra xét xử chiếu lệ vào ngày 10 tháng 12, Tòa án Quân sự Trung ương đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo với 7 bị cáo và một số tổ chức cá nhân trong vụ án trao đất quốc phòng cho tư nhân xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này có 5 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc Hải quân, xin tòa phúc thẩm cho áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo. Trả lời hội đồng xét xử về lý do giảm nhẹ hình phạt, ông Hiến cho rằng phiên tòa sơ thẩm đánh giá chưa toàn diện về bối cảnh, nguyên nhân xảy ra vụ án. Mặt khác, tòa sơ thẩm chưa đánh giá hết các yếu tố giảm nhẹ của bị cáo. Về bối cảnh, bị cáo Hiến cho rằng thời điểm xảy ra vụ án, Đảng ủy Quân chỉ Trung ương Hải quân có chủ trương đưa đất nước, đất quốc phòng đi làm kinh tế. Chủ trương này được Đảng ủy Quân chủng giao nhiệm vụ bằng nghị quyết và bản thân bị cáo là Phó Bí thư Đảng ủy nên buộc phải chấp hành. Đại ý là ông nói rằng ông chỉ là người chấp hành mệnh lệnh, còn ai ra lệnh thì không được nói ra. Lô đất vàng mà ông Hiến để lọt vào tay công ty bà Nguyễn Thanh Phượng một cách dễ dàng ấy, không nói ra thì người ta cũng nghĩ sẽ có sự tác động của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Văn Hiến phân bua: về hành chính tôi là người chỉ huy cao nhất, nhưng về lãnh đạo cả tập thể mà cá nhân tôi chỉ là ủy viên thường vụ Đảng ủy. Công lao huân huy chương của tôi thì rất nhiều, nhưng nói ra trước tòa như thế này thì không tiện lắm. Trước đó ở phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tuyên án sơ thẩm với 8 bị cáo trong vụ án. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế thì với bản án có 4 năm tù được đánh giá là quá nhẹ so với sai phạm của ông Nguyễn Văn Hiến. Đối với tòa án, chính quyền của Cộng sản, những cựu quan chức sai phạm thì tòa bao giờ cũng tìm cách tìm hiểu tình hình và tìm mọi cách để giảm nhẹ tình tiết. Rất có khả năng ông Nguyễn Văn Hiến nhận bản án nhẹ hơn án 4 năm sơ thẩm. Bởi vụ án này sẽ nhắm vào Nguyễn Thanh Phượng nhưng không bắt được Phượng thì họ cũng chỉ xét xử chiếu lệ như vậy mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Hiến tại tòa phúc thẩm. Và liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có can thiệp vào hay không khi ông đang làm Thủ tướng? Thực ra, việc qua việc lại, việc Nguyễn Thanh Phượng vẫn bình an vô sự trước vụ án đất đai này cho thấy có bàn tay có thể của ông Nguyễn Tấn Dũng, dù ông đã về hưu đến 4 năm. Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng quy kết nhiều sai phạm, nhưng rồi cũng được thuyên chuyển về Bộ Xây dựng để chuẩn bị cơ cấu đi lên. Thế mới thấy, thế lực của Nguyễn Tấn Dũng dù yếu đi rất nhiều so với trước khi còn ở đỉnh cao quyền lực, nhưng ông ta vẫn còn rất mạnh, chứ không đơn giản mất chức, mất quyền lực như người ta nghĩ. Chính vì lẽ đó mà ông Dũng mới che chở được 3 đứa con của ông được an toàn cho đến nay. Một câu hỏi đặt ra là liệu rằng bản án nhẹ như lông hồng đối với Nguyễn Văn Hiến có sự nhúng tay của ông Nguyễn Tấn Dũng hay không? Thực tế, phi vụ mà chuyển giao khu đất vàng 3A và 3B Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là khó ai nói là không có sự can thiệp của ông Nguyễn Tấn Dũng được. Nói cách khác, Nguyễn Văn Hiến dù là trực tiếp hay gián tiếp, ông ta cũng đều chịu sự điều khiển từ Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, với người Cộng sản, khi đã hết ràng buộc quyền lợi thì họ cũng chẳng còn tình cảm gì để mà cứu nhau. Trừ khi kẻ này bị bắt, có thể khai ra những kẻ kia thì họ mới cứu. Với vụ án, Nguyễn Văn Hiến cho thấy không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng ông Nguyễn Tấn Dũng can thiệp. Án nhẹ là do người ta xử chiếu lệ vì nhân vật Nguyễn Thanh Phượng không bị bắt thì xử những nhân vật kia chỉ là phụ mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể thắng Nguyễn Tấn Dũng. Cũng có khá nhiều đường mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể khui ra Nguyễn Tấn Dũng hay chí ít cũng khui ra được Nguyễn Thanh Phượng. Nhưng cho tới nay các ngả đó đều bế tắc. Hiện nay Đại hội Đảng lần thứ 13 đang đến gần. Thời gian về vườn của ông Nguyễn Phú Trọng không còn xa nữa. Có lẽ ông Trọng đã hết cơ hội chạm vào ông Dũng, thậm chí chạm vào con ông Dũng cũng không được. Trên ván cờ, dù mất quyền lực thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thắng được ông Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù quyền lực trong tay của ông ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020 với bản tin Quan ăn đất, Thứ trưởng Hiến lại ra tòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.